chàng mèo si tình ngày nào cũng đến ngắm người tình trong mộng. Chuyện là ngày nào cũng có một chàng mèo si tình đến ngắm con gái nhà Sang hết đó. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng thấy em nó sang để ngắm người tình của mình. Ban đầu thì còn lén la lén lút, chỉ dám đứng ở ban công nhìn Crush thôi. Về sau thấy con sen của Crush không nói gì là vào hẳn ban công để ngồi ngắm luôn. Thiếu điều mỗi khi không thấy chàng mèo ở cửa sổ cũng làm cho con sen thấy nhớ nhớ. Chứ nói gì đến bé mèo nhà sen, cơ mà buồn một cái là sen thì không chê chàng mèo ngoài cửa kia đâu. Cũng gọn gàng, sạch sẽ, đẹp trai các thứ. Mỗi tội em mèo nhà sen lại không ưng mới chán cơ. Người ta trồng cây si hơn tuần rồi mà hỏi chịu không là lắc đầu liền. Sen thì nỡ lòng nào ép em nó, thôi thì cho chàng mèo ngoài kia trồng cây si tiếp vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.